Những năm gần đây, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa chú trọng khuyến khích các xã thị trấn đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, có khoai tây là một trong những đối tượng cây trồng được đưa vào sản xuất theo quy mô hàng hóa trên địa bàn huyện. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, năm 2023, tổng diện tích sản xuất cây khoai tây đạt gần 300 ha, bằng 125% kế hoạch. Cây khoai tây được sản xuất quy mô lớn gắn với các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm tại các xã Nga Trường, Nga Trung, Nga Thành, Nga Yên. Nhờ được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất bình quân của cây khoai tây trên địa bàn huyện đạt trên 18,5 tấn hecta, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 trên 2 tạ một hecta. Tổng sản lượng khoai tây gần 5.500 tấn, tăng trên 27% so với cùng kỳ.